và cô Dị Thảo rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dị Thảo ơi, cuối tuần này là sinh nhật của một người bạn nước ngoài của Ngọc Phương. Mà bạn này đó nha, muốn làm một cái món thuần túy Việt Nam để mọi người cùng làm với nhau. Rồi khi trở về nước lại có thể hướng dẫn cho những bạn bè khác nữa. Cô có ý kiến gì cho Ngọc Hương không? Như vậy là Ngọc Hương hỏi đúng người rồi đó nha. Diệu Thảo có một cái món rất là đặc sắc, là sở trường mà cũng là một món ăn đặc trưng của Việt Nam. Người trong nước cũng như người nước ngoài cũng rất là ưa thích, đó là món bánh xèo. Để chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh xèo thì chúng ta sẽ chuẩn bị 400 g bột gạo hay là bột bánh xèo pha sẵn, 400 g dừa nạo, 200 g tôm, 200 g thịt ba rọi và một miếng mỡ, giá, củ hành tây, hành lá, đậu xanh đã được nấu chín hoặc là hấp chín. Gia vị chúng ta cần chuẩn bị là tỏi băm, củ hành tím băm và bột nghệ. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị dầu để mà chiên bánh xèo, một trái dừa để chúng ta làm nước mắm chung với lại phần nước mắm này, tiêu, đường, muối, giấm gạo lyza và hạt nêm Achiengon. Giai đoạn đầu tiên để làm món bánh xèo là chúng ta phải chuẩn bị phần quan trọng nhất của món bánh, đó là giai đoạn chúng ta pha bột. Dạ. Bây giờ để pha bột thì chúng ta sẽ sử dụng nước cốt dừa. Nước cốt dừa này chúng ta sử dụng khoảng chừng nửa lít nước cốt dừa. Chúng ta vắt từ nửa ký dừa nạo lúc nãy mà chúng ta đã chuẩn bị đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho bột vào trong tô nha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cho nước cốt dừa này vào từ từ. Khuấy lên hả cô Thảo? Khuấy đều lên cho tan bột. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nêm vào nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Và chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng canh bột nghệ. Tuy nhiên các bạn lưu ý chúng ta sẽ không cho bột nghệ quá nhiều vì sẽ làm cho bánh xèo nó có mùi hăng. Và cái màu vàng quá đậm của bánh xèo cũng sẽ làm cho món bánh không đẹp mắt. Và cuối cùng chúng ta sẽ cắt phần hành này ra để chúng ta cho vào trong bột bánh xèo. Phần củ hành tây thì các bạn sẽ sắc nhuyễn ra. Và phần cộng hành trắng thì chúng ta chẻ nhỏ, các bạn cũng trộn chung với lại phần giá và củ hành. Phần nhân này chúng ta sử dụng thịt ba rọi, các bạn cắt ra thành miếng mỏng. Sau đó các bạn sẽ cho vào trong tô. Cho vào trong tô để ướp với gia vị. Chúng ta sẽ ướp với lại một chút gia vị. Dạ. Gia vị chúng ta ướp vào đây là chúng ta sẽ sử dụng khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê đường. Dạ. Nửa muỗng cà phê tiêu. Dạ. Và chúng ta dùng thêm củ hành tím với lại tỏi băm. Bây giờ tất cả các phần nhân chúng ta đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ chuẩn bị chảo để bắt đầu vào giai đoạn quan trọng nhất của món bánh xèo, đó là phần đổ bánh xèo. Dạ, nhưng mà cô Thảo ơi, cho Ngọc Phương hỏi á, là mình đổ bánh xèo thì mình phải sử dụng cái chảo nào? Bởi vì hiện nay á, Ngọc Phương thấy á, là có bán cái chảo không dính, như vậy có tiện lợi hơn không hả cô Thảo? Thông thường á, thì là ở gia đình các bà nội trợ thường hay sử dụng một cái chảo cũ để mà đổ bánh xèo. Tại vì chảo cũ chúng ta đổ bánh xèo nhiều lần thì bánh sẽ rất là dễ tróc và ngon hơn là chúng ta dùng chảo mới. Các bạn không sử dụng chảo mới để đổ bánh xèo sẽ không ngon đâu. Tuy nhiên hiện nay thì chảo không dính là một loại chảo rất là phổ biến và chúng ta cũng có thể sử dụng để mà làm bánh xèo. Chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp và chờ cho chảo nóng. Sau đó Ngọc Hương sẽ cho vào một chút xíu dầu. Chúng ta sẽ dùng cái miếng mỡ này thoa thật là đều ở trên cái phần chảo. Các bạn sẽ cho vào một ít tôm nè và một ít thịt. Rồi bây giờ chảo đã rất là nóng rồi, chúng ta sẽ đổ bánh xèo. Ráng thật là nhanh để cho xìa bánh thật là mỏng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho ít nhân là giá với hành, đậu xanh và đậu xanh vào. Đậy nắp lại. Và chúng ta đậy nắp lại khoảng chừng 2 phút thôi. Khi mà nhân vừa chín và có hơi rồi thì chúng ta sẽ mở nắp ra, cho một ít dầu vào cái phần rìa bánh này. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiên để cho phần rìa bánh thật là giòn. Khi nào thì mình gấp đôi cái bánh lại hả cơ Thảo? Muốn làm bánh xèo cho được giòn và ngon thì Ngọc Hương phải kiên nhẫn một chút xíu. Trong giai đoạn đầu thì chúng ta để chảo nóng để mà chúng ta xào tôm thịt cho chín và đổ bánh xèo vào thì chảo cần phải thật là nóng. Nhưng đến giai đoạn này thì chúng ta phải từ từ để cho cái rìa bánh nó giòn và nó vàng thì lúc đó bánh mới ngon. Còn nếu mà chúng ta gấp gáp quá giai đoạn này chúng ta lấy ra thì cái bánh sẽ rất là mau mềm. Để ra ngoài một chút xíu là bánh sẽ mềm ngay và sẽ mất ngon. Thì ra làm bánh xèo thì đòi hỏi người đổ bánh xèo cũng có một chút kiên nhẫn đó quý vị. Rồi bây giờ bánh đã vàng giòn, chúng ta sẽ xếp bánh lại. Ra một chiếc bánh thơm phức rồi. Bây giờ bánh đã sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ làm nước mắm. Để làm nước mắm ngon thì Ngọc Hương phải nhớ một cái công thức. Một nước mắm. Một muỗng nước mắm hả cô Thảo? Rồi. Một muỗng đường. Và 5 muỗng nước dừa xiêm.
Tuy nhiên các bạn nhớ lưu ý là nước dừa xiêm này chúng ta phải đun sôi lên và để nguội, rồi sau đó chúng ta mới dùng để pha nước mắm. Rồi bây giờ nước mắm chúng ta đã pha xong theo tỷ lệ 1:1:5. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm một ít giấm vào. Mình cho một ít giấm gạo Lisa hả cô? Đúng rồi, chúng ta cho khoảng một muỗng canh giấm gạo Lisa nữa. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho đồ chua nè, một chút tỏi và ớt vào. Và bây giờ bánh còn đang nóng, chắc là Ngọc Hương cũng rất là nóng lòng muốn thử phải không? Dạ, cô Thảo hiểu ý Ngọc Hương ghê. Ngon quá cô Thảo ơi. Bánh xèo thì giòn, cộng với rau sống giòn giòn nữa, ăn thật là thích. Mà cái bí quyết pha nước mắm của cô Thảo nha, thật là tuyệt vời. Ngọc Hương ăn muốn ăn nữa quá. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Thảo xin được chào tạm biệt quý vị. Và hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Quý vị hãy gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 061 882 6188. Còn bây giờ, xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.